Kính chào quý vị và bà con. Hơn một tuần nay, ngư dân Lộc Hà, Hà Tĩnh rất phấn khởi vì liên tiếp đánh bắt được nhiều hải sản, nhất là loài mực. Và cứ vào 7-8 giờ tối và 4-5 giờ sáng là tàu thuyền lại đánh bắt trở về bờ và mang theo nhiều tấn mực cũng như là nhiều loại hải sản. Hiện thì đang vào chính vụ, ngư trường dồi dào nên bà con đang rất tích cực để có thể vươn khơi và bám biển. Bà con yên tâm là thời tiết tại vùng biển Hà Tĩnh vẫn rất tốt trong đêm nay và ngày mai. Trời ít mưa, tầm nhìn xa thoáng trên 10 km, gió thổi đều cấp 4 đến cấp 5 và độ cao sóng không quá 2 mét. Đây cũng là thời tiết chung của toàn vùng biển từ Vịnh Bắc Bộ trở xuống tới Quảng Ngãi. Nơi cần lưu ý trong chiều và đêm nay đó là khu vực biển từ Khánh Hòa trở vào đến Cà Mau, phía tây của giữa và Nam Biển Đông, bao gồm phía tây của huyện đảo Trường Sa. Cảnh báo ở đây có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 đến cấp 8, độ cao sóng từ 2 đến 4 mét, biển động. Trời còn có mưa rông, dễ tiềm ẩn cả lốc xoáy nguy hiểm. Cảnh báo là trong 1 đến 2 ngày tới thì có thể sẽ xuất hiện một giải hội tụ nhiệt đới vắt qua khu vực giữa Biển Đông. Và trên giải hội tụ này có thể hình thành các nhiễu động gây ra gió mạnh và sóng lớn trên nhiều vùng biển trong những ngày tới. Còn với huyện đảo Hoàng Sa thì cũng sẽ có mưa rông trong chiều và đêm nay, cũng như 2 đến 3 ngày tới. Mưa thì khiến cho tầm nhìn hạn chế và còn có thể tiềm ẩn cả lốc xoáy và gió rất mạnh. Trên đất liền, chiều nay, nắng nóng vẫn sẽ bao trùm các thành phố từ Thanh Hóa trở vào đến Phú Yên, với nhiệt độ cao nhất trong khoảng từ 35 đến 38 độ C và có những nơi nắng nóng gay gắt trên 38 độ C, độ ẩm thấp từ 45 đến 50%. Cảnh báo nóng khô có thể kéo dài cho đến ngày 14 tháng 7, nguy cơ cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư cao. Quý vị lưu ý khi sử dụng điện và lửa an toàn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật các thông tin thời tiết đáng chú ý trong các bản tin tiếp theo.